Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay tiếp tục mình sẽ lên hàng cho anh em nhé. Sẽ bao gồm một series giải mã, sẽ có từ những cái mã rất là rẻ đến những cái mã gọi là cũng là thuộc phân khúc cao cấp. Và hôm nay là thuộc series toàn bộ thằng Onkyo tất anh em nhé. Tiếp đến là vài bộ dàn mini, cũng có từ những mã cao cấp như Denon M39, Sony 3.5 anh em, 3.5. Và tiếp đến là Onkyo cũng thuộc một con khá là VIP. Rồi, trước khi vào video thì anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại của thằng em Sơn ở ngay bên cạnh là 0933321183 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào thì có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Rồi, rồi Sơn cầm anh máy cái. Đầu tiên vào sản phẩm thì xin thưa với anh em, hôm nay về tiếp tục được hai sợi dây lưng anh em ạ. Và mình đánh giá là cái mã này thì cái mã cực kỳ đẹp. Thế là đầu bên kia nó về, mình chỉ đấu cái mã này về cho anh em thôi anh em nhá. Con này chính là con dây lưng của Valentino Christian anh em nhá. Hàng chính của hãng luôn, hàng chính hãng luôn. Đấy, anh em sẽ nhìn thấy giá của nó sẽ là 199 đô anh em nhá. Đấy, 199 đô về cho anh em. Đấy, thẻ tang nhá. Tiếp đến phần dây da anh em nhìn này. Đấy, dây da con này sẽ là dây da bò dập vân anh em nhá. Da bò dập vân mà cầm vào con dây phát anh em sẽ thấy ngay là con này nó xịn luôn anh em ạ. Đấy, nó có kích thước này, kích thước dây này. Size này là size mà gần như là bụng ông nào to nhất cũng có thể đeo vừa anh em nhá. Anh em nào mà gọi là thấy nó vẫn còn dài thì anh em mình cắt ngắn đi anh em nhá. Đây, Valentino Christian anh em nhá, rất là xịn luôn. Quay cho anh em. Mặt con này thì nó là mặt màu bạc khá là nhã nhặn anh em nhá. Mặt màu này thì anh em mình gọi là dễ phối quần áo hơn, dễ phối quần áo hơn. Và con này hiện tại là giá 1 triệu tròn anh em nhá. Một củ tròn. Quay cho anh em. Đấy. Và tiếp đến ở đây thì sẽ là con dây cũng Valentino Collection anh em nhé. Nó là một trong số những dòng gọi là thuộc bán cao cấp ở trong store đấy. Như anh em nhìn thấy thì trong store ở bên kia nó bán này 199 đô. Tức là rơi vào khoảng tầm gần 5 củ rồi anh em nhé. Gần 5 củ rồi. Thế mà giá của mình gọi là siêu tốt luôn mà cam kết hàng chính hãng cho anh em. Anh em nhé. Con này mặt nó sẽ mặt vàng anh em ạ. Nhìn thì nó sẽ là khá là sang chảnh với những anh em mình gọi là thích thể hiện thì hay thích màu vàng hơn anh em nhé. Thích màu vàng hơn mà mặt con này sẽ bóng lừ này. Anh em nhìn này, mặt nó rất bóng nhá. Phần dây ở đây, dây dập phân hình ố van anh em nhé. Dập phân chéo này. Đấy, anh em nhìn cái vân này mà như anh em hay lát sàn gỗ hay gọi là vân hình xương cá này anh em. Đấy, rất là đẹp anh em nhé. Con này vừa thời trang mà tính thẩm mỹ rất là cao. Size của nó đây, kích thước đây sẽ là 50/125 anh em nhé. Bụng ông nào siêu to cũng đeo vừa luôn. Và nhiều anh em hỏi kích thước của sợi dây ngang của con này là bao nhiêu thì 3.5 anh em nhé. Bây giờ 3.5 đang là thời thượng. Ngày trước anh em hay đeo dây lưng 4 phân nhìn nó quê lắm. Bây giờ anh em trẻ thì hay đeo, trẻ rất trẻ thì hay đeo 3 phân nữa cơ. Nhưng mà 3.5 mình đánh giá nó vẫn là một cái tỷ lệ rất là đẹp anh em ạ. Sử dụng quần Âu cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Đây, dập vân này, Valentino Collection anh em nhé. Với cho anh em, hàng Valentino thì không phải nghĩ rồi đúng không? Và con này thì giá đắt hơn kia một chút tại mặt nó màu vàng anh em ạ. Mặt màu vàng lúc nào giá ở bên kia nó cũng cao hơn. Và mình đang để cho anh em con này giá là 1.200.000, cam kết hàng chính hãng anh em nhá. 1.200. Tiếp đến đây thì đây sẽ là một con đài anh em nhá. Con đài đến từ Sony với cái tên mã là ICS8. Với cho anh em, con này chạy hai băng tần FM và AM như anh em thấy đây anh em nhá. FM và AM. Anh em nhìn thấy cái vạch 7 màu của nó này, nhìn rất là đẹp, trông như kiểu chống sợi mà chống tiền giả anh em. Đúng không? Đây. Thông số nhá. Một trong số những dòng đời cao nên nó sẽ made in China anh em ạ. Con này sẽ made in China nhưng mà hàng mình là mình mua đấu bên Nhật về anh em nhé. Sony này, con này sẽ sử dụng hai cục pin anh em nhé. Hai cục pin là hai cục pin tiểu của mình đấy, pin tiểu anh em mình hay dùng đấy, là hai cục pin tiểu sử dụng và cực kỳ bền pin luôn. Đấy, đây sẽ là cái chỗ gạt để anh em mình bật tắt nguồn này, gạt xuống đây là tắt nguồn này, bật lên là AM/FM này, anten đây này. Đấy, và trên này sẽ là dò đài anh em nhé. Trên này dò đài này và bên này sẽ là volume anh em nhé. Ngoài ra anh em có thể cắm cổng phone ở chỗ này với chơi anh em. Và con này hiện tại mình đang để cho anh em giá là 680.000 anh em nhé. Con này rất đẹp luôn đấy, con này bên kia hàng về rất đẹp anh em nhé. 680.000. Mình sẽ bật FM để mình test thử cho anh em nhé. Mất tích đối với anh. Nó sẽ có cái đèn đỏ trong ở đây nhé. 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu không có tin tức. Con này sẽ chơi một loạt toàn giải ở đây thôi. Tòa án nhân dân huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định. Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng.
đài 1800 1125. Đau đầu mất ngủ mất hoa, đổ máu Đại Bắc cả nhà dùng ngay. Loa nghe rất trong luôn anh em nhé. Những cái dòng nội địa Nhật này anh em sẽ biết loa nó nghe cô rất trong. Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ. Ok chưa anh em? Đấy, tắt đi này. Và giá hiện tại là 680 ngàn anh em nhé, cho cái mã này. Ok cho anh em. Một con đài cầm tay anh em mua tặng cô dì chú bác các thứ nó cực kỳ ok, mua tặng bố mình sử dụng rất là ngon anh em nhé, để đầu giường thôi. Một cục pin, tức là những cái con đài nội địa Nhật này pin nó sẽ dùng rất là bền, một cặp pin này anh em dùng rất là lâu anh em nhé, chứ không như mấy con đài tàu đâu. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là tai nghe anh em nhé. Con này chính là con sao co, xin thưa với anh em. Anh em nào mà những video trước để ý rồi thì cái mã sao co này thì nó quá ngon anh em nhé. Mình phải đánh giá là nó cực kỳ ngon. Tại vì sao? Chất âm nó cực kỳ ngon, tại vì bát nó đánh rất là căng anh em nhé, mít dày, mà cái phần chép của nó thì cũng rất là ok. Anh em mình hoàn toàn nghe tạp nham đủ thể loại được, nhưng mà con này cái điểm nhấn của nó vẫn là âm bát nó đánh rất là sâu cho anh em. Với cho anh em đấy, con này nó sẽ có cái chế độ bát up này, 22 chế độ equalizer anh em nhé. Tiếp đến chống nước chuẩn IPX5, anh em đi tập thể thao đeo mưa thoải mái, thời gian nghe sẽ là 30 tiếng. Ok cho anh em 30 tiếng. Đấy, tiếp đến phía sau này. Đấy, con này củ driver sẽ là 10mm anh em nhé, củ khá là lớn nên là chất bát tại sao nó sâu thế. Có cái công nghệ gọi là trí tuệ nhân tạo ở trên cái hai cái mic, ở trên cái con hai cái phần tai nghe con này, thì anh nó sẽ lọc bỏ toàn bộ cái tạp âm của anh em mình để anh em mình có cái chế độ đàm thoại nó ngon nhất anh em nhé. Tiếp đến là có ứng dụng ở trên máy này để anh em mình cài vào thay đổi cái chế độ cài đặt liên quan đến equalizer này, liên quan đến cái chế độ cảm ứng trên điện thoại ở trên tai nghe này. Tiếp đến con này thì nếu mà anh em sử dụng bóc một lần, nhấc một lần tai khỏi hộp sạc ấy, anh em nghe liên tục được 10 tiếng quay cho anh em, và cái hộp sạc nó sẽ sạc tiếp cho anh em được là 30 giờ nữa anh em nhé, 30 tiếng để anh em mình sạc hộp sạc nữa quay cho anh em. Đấy, chống nước IPX nha, quay chưa. Đấy, hộp nó vậy thôi anh em nhé. Bên trong này sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ bao gồm một cái dây sạc này. Đấy, đúng khắc chìm logo Sauco luôn anh em nhé. Và tiếp đến là hai bộ núm phụ để phục vụ cho những anh em các cái cỡ tai tùy kích thước để anh em mình đeo. Và đây là tai nghe của anh em mình. Con này thì thằng em Sơn nó mới bóc ra để nó test cho anh em thôi. Đấy, siêu vẫn nguyên anh em nhé, nguyên siêu này. Đấy, bên trong là tai nghe, thấy chưa anh em, nhìn chưa đẹp dã man luôn. Con này màu trắng tinh khôi luôn anh em nhé. Thiết kế con này thì thiết kế theo đúng cái form kiểu công thái học anh em. Đấy, thiết kế đúng kiểu công thái học anh em, nhét vào tai nó ôm gọn trong tai anh em mình luôn anh em ạ, ôm gọn trong tai anh em mình luôn anh em nhé. Đấy, nói chung con này thì chất âm bao phê cho anh em, phần núm cao su nó rất là mịn anh em nhé, rất là mịn. Riêng bộ núm này đẳng cấp luôn. Anh em mình đeo con này thì vào thì chưa một anh em nào chê. Hôm trước có một cái anh Huy ở trong Tiền Giang này vậy. Anh mua một con cho vợ mà anh bảo là trước vợ mua cái tai AirPods Pro không có tuổi so với con này. Và đúng như thế thật anh em ạ. Tai AirPods của con này nó cụ tổ luôn anh em nhé. Và anh Huy anh lại đặt thêm một chiếc nữa. Đấy, anh Huy nếu mà anh xem video thì anh comment ở ngay dưới video giúp em nhé, để cho anh em cảm biết được cái chất lượng này như thế nào, không phải cá nhân em đánh giá mà đấy là rất nhiều người đánh giá. Anh em nhìn này, các cái tiêu chuẩn con này rất là nhiều nhá, bao tiêu chuẩn là của UK này, đấy là của Anh này, tiếp đến là Canada này, các cái chứng chỉ EIC này, các cái chứng chỉ về thiết bị đầy hết trên con này anh em nhá. Và con này nó vẫn sẽ made in China anh em nhá. Tại vì sao? Tất cả các cái đồ đời cao Bluetooth ở Nhật hay là của châu Âu tất cả đều China tất anh em ạ, hoặc là Việt Nam kiểu vậy, Malaysia, nhưng mà hầu như bọn Bluetooth sẽ là China rất là nhiều anh em nhá. Và giá con này hiện tại bây giờ hàng mới tinh anh em nhá, nguyên hộp mình đang để cho anh em là 1.150.000 với cho anh em bao phê. Riêng tai nghe gọi là AirPods của thằng Apple, bọn này nó đập phát chết luôn, không phải so anh em nhé, cho mất thời gian thôi đúng không. Tiếp đến đây thì sẽ là về tiếp con máy cạo râu anh em nhé. Con này nó sẽ đến từ thương hiệu FlySure, xuất cho thị trường châu Âu này anh em ạ. Đấy, các cái chứng chỉ về chế độ an toàn các kiểu đấy, chống nước IPX7 luôn anh em nhé, made in China với cho anh em. Đấy, con này thì nó là một trong số những dòng đời cao, sử dụng này 120 phút sử dụng liên tục thì mới hết pin anh em nhé. Pin sử dụng 120 phút là 2 tiếng, tức là anh em mình sạc một lần dùng được khả năng khoảng tầm cả tháng luôn. Đấy, double mét, đấy tức là hai phần gọi là ba lưỡi dao anh em nhé, bộ cụ ba lưỡi giống như kiểu dòng cao cấp của thằng Philips cũng vậy đấy. Đấy, ok chưa. Đấy, phần vỏ hộp nó chỉ thể hiện thế thôi, có một cái bao túi để anh em mình đựng nhá, cái gọi là túi ba bị anh em ạ. Tiếp đến phần quan trọng đây, đây là cái máy cạo râu của anh em mình. Và đây nữa thì bên trong này nó sẽ có bao gồm một cái dây sạc này, một đầu micro USB, một đầu USB A, và tiếp đến một cái chổi để anh em vệ sinh anh em nhá, chổi vệ sinh. Đấy. Và đây sẽ là con súng máy, con máy cạo râu. Xin lỗi anh em nhá. FlySure đúng không?
nó vẫn còn cái hộp này bảo vệ lưỡi này anh em mình, khi không sử dụng em đậy nó vào nhá, tại vì nó liên quan đến vấn đề thụt thò của lưỡi này. Những con cao cấp thì nó mới có thụt như này anh em nhá, độ thụt hai lớp. Anh em sẽ nhìn thấy đầu tiên là cái lớp đen ở bên dưới, anh em nhìn thấy không, thụt này anh em, lớp đen nhá, mình ấn vào mũi lớp đen thôi nhá, đúng không? Và tiếp đến cái phần lưỡi một kim loại này anh em nhìn nhá, thấy không? Đấy, nó sẽ thụt hai lớp cho anh em, nó ôm trọn cái phần râu của anh em. Nhiều anh em về cạo râu cứ bảo nó không ăn thì anh em mình đừng sợ, cái này nó đau anh em nhá. Anh em cứ dí thật mạnh vào cằm cho mình, ok chưa? Tại vì con này nó không cắt đứt cằm của anh em mình được đâu, ok chưa anh em? Nó cắt thoải mái, nó chỉ cắt râu thôi, để lại cằm cho anh em mình, cho vợ hôn nhá, không sợ đâu. Đây, bên trong này anh em mình có thể tháo cái phần này ra vệ sinh nhá. Con này nó sẽ có cái bộ lưỡi của nó sẽ là lưỡi tự mài anh em ạ, tự mài luôn, ok chưa anh em? Cái phần tự mài thế là lưỡi của nó không bao giờ nó bị cùn được anh em nhé, nó sẽ luôn luôn bền bỉ thế. Đấy. Đấy, sử dụng chân sạc mang đuôi B này, tiếp đến là cái phần thông số của nó ghi ở đây anh em nhé, các cái tiêu chuẩn này, FC này, chống nước này. Con này nó sẽ có cả cái phần gọi là tỉa lông, tỉa râu anh em nhé, hoặc tỉa tóc mai cái thứ, anh em thì gạt cái này ra. Đấy, khi anh em bấm chạy này thì cái phần này nó cắt như kiểu tăng nước anh em. Đấy, anh em thấy không, đậy vào thì đây sẽ là máy cạo râu anh em mình, zip rất căng anh em nhé, cạo cực kỳ nét con này luôn. Và hiện tại con máy cạo râu này vẫn là giá rất tốt anh em nhé. Hiện tại mình về thì giá tốt rồi, 430.000 anh em nhé, 430.000 cho con máy full box như này, với chơi anh em. Giá bên kia nó vẫn độ khoảng tầm rơi vào tầm gần 2 triệu anh em nhé. Bên này thì quá rẻ luôn, hàng mua đấu giá về nó rẻ nên là mình để giá rất tốt cho anh em nhé. Anh em mình đậy cái này vào, đặt vào đây, với chưa? Rồi. Tiếp đến ở đây sẽ là hai củ sạc anh em ạ, hai củ sạc điện thoại. Một củ thì hàng của thằng Google anh em nhé, anh em đã biết thằng Google rồi đúng không? Google nó chuyên sản xuất gọi là những cái đồ thiết bị cao cấp thôi anh em nhé, và những nó rất là hiếm trên thị trường. Con này sẽ sử dụng sạc công suất là 30W và chuẩn là chuẩn PD và FSP anh em nhé. Thì anh em mình hoàn toàn có thể sạc nhanh cho các thiết bị của thằng Apple, ví dụ như iPhone 15, iPhone 14, iPhone 12 Pro Max các kiểu, sạc được tất anh em nhé, sạc nhanh mắc công suất luôn của bọn đấy. Và ngoài ra thì anh em sạc nhanh cho những cái loại điện thoại Samsung, LG cái thứ sạc được con này, ok chưa anh em? Thiết kế thì rất là đẹp và anh em mình cầm phần củ rất là xịn nhá anh em nhá. Anh em đừng có dại gì mà mua những cái củ gọi là hàng fake trên thị trường, ví dụ như của Apple fake ấy, của iPhone fake ấy, thì nó gọi những cái củ này là củ tổ luôn anh em nhá. Mà củ iPhone bây giờ giả sử hàng chính hãng mà 20W ấy thì nó cũng rơi vào khoảng tầm là 500.000 rồi, mà con này bây giờ 30W anh em nhá, 30W mình bán rất tốt cho anh em. Củ này xịn không khác gì của Apple anh em ạ, xịn có khi mình đánh giá còn hơn luôn, cầm cái độ hoàn thiện rất là cao anh em nhá, rất cao. Củ này của thằng Google này đấy. Mà giá hiện tại mình để cho anh em có 350.000 thôi anh em nhá, 350 cho củ này, bao xịn cho anh em ạ. Hàng mua trực tiếp từ Amazon về, nó không có hộp thôi, nó trần trụi này thôi anh em nhá. Đấy, ok chưa? Và tiếp đến đây thì sẽ là cũng là một con củ sạc 30W anh em nhá. Con này thì đến từ cái thương hiệu Bayshirt anh em ạ, Bayshirt một thương hiệu đang bán tại Amazon, mà như anh em nhìn hàng mới tinh, nó vẫn còn siêu bên ngoài nhá. Anh em về có thể để nguyên siêu, anh em có thể bóc ra tùy ý, con này về nó không có hộp thôi anh em nhá. Sử dụng chân sạc Type-C này, đấy. Con này sẽ sạc nhanh PD này, sạc nhanh FPP à, FPP của thằng Apple thứ. Các công nghệ sạc nó tích hợp đầy đủ trên con này. Và con này nó có một cái mới là tại sao mà sạc 30W nó nhỏ hơn con kia. Tại vì con này là công nghệ sạc GaN 3 anh em nhé. Sạc GaN 3 nó thu gọn lại, sạc mát hơn mà cái sạc nó bé hơn anh em nhé. Nó có GaN 1, GaN 2, GaN 3. Đấy, và đến bây giờ hiện tại đang có GaN 4 rồi sạc anh em nhé. Nhưng mà con này nó là GaN 3 cao cấp luôn anh em ạ, hàng xịn. Đây, kể cả cái phần chân sắt cũng rất là xịn anh em nhé. Cắm được đủ hết các mọi ổ cắm ở Việt Nam. Giá con này hiện tại bây giờ 380.000. Với chơi anh em, 380 cho con Bayshirt này anh em nhé. Hàng cam kết chính hãng, hàng xịn luôn anh em ạ. Sạc xịn hơn sạc Apple luôn. Con này được đánh giá là chuẩn MFI luôn anh em nhé. Sạc xịn nó sạc Apple. Đấy, 380. Rồi, cảm ơn thằng em Sơn. Và tiếp đến đây thì sẽ là đến đống giải mã. Và ngày hôm nay mình sẽ lên sóng giải mã cho anh em. Thì anh em sẽ lưu ý một chút là tất cả những con giải mã và dàn âm thanh ở nhà mình đều bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em tất anh em nhá. Với cọc số 01 thì sao? Đây anh em nhìn nhá, 3 con đúng không? Con đầu tiên sẽ là con Onkyo N7SX. Và xin thưa với anh em, những cái mã gọi là đầu 4 số này là một trong số những mã đời cao của Onkyo rồi, sẽ có chơi USB anh em nhá. Chức năng con này sẽ như sau: chơi MD ngon này, chơi CD ngon, CD chạy Massanier cực kỳ bền luôn. Đấy, đọc nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB. Và con này sẽ chơi đĩa được cả WMA và MP3 này. Đấy, công nghệ băng tần WiRAD cũng được tích hợp sẵn cho con này. Tiếp đến là công nghệ DOA-Link2 anh em nhá. Cục dàn thì sẽ đánh tốt những cặp loa bass 25cm trở về cho anh em. Đấy,
Giải mã 24 bit chuẩn của con này thì cực kỳ hay anh em nhé. Giải mã 24 bit chuẩn của con này thì sử dụng chuẩn giải mã PCM, sử dụng con giải mã 1802, chất âm ra cực kỳ nịnh tai anh em ạ. Đấy, đấy là cục trước đây. Cục dàn rất đẹp luôn. Phía sau đây, mưa rồi anh em ạ, hơi ồn anh em nhé. Hộp cố quay nốt. Công suất con này sẽ là 55W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Hàng chuẩn nội địa Nhật với chơi anh em. Súp điện ao này, antenna FM anh em kẹp này. Đây là kẹp loa đánh loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Tiếp đến optical in phục vụ giải mã 24 bit. Các đường lay in layout đầy đủ trên con này anh em nhé. Con này là một trong số những mã cao cấp không thiếu bất kỳ cổng nào với chơi anh em. Mà giá hiện tại con này mình để cho anh em chỉ có 2.500.000 cho mã này anh em nhé. 2.500.000. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là một con rất là VIP này. Con này là con gần như là kịch kim kịch số là Onkyo. Con này chính là con Onkyo N9NX anh em nhá. Cái mã này rất cao cấp luôn. Đấy. Mưa ổn quá nhỉ. Thôi tí quay tiếp anh em nhá. Tí nữa mình sẽ cố gắng quay tiếp cho anh em nếu mà trời nó ngớt mưa. Mưa ổn lắm. Nhà mình như nhà mái tôn này anh em. Đấy, anh em thấy không? Nó rất là ổn. Kho mà, đây là cái kho. Anh em nhìn trời nó mưa đấy kia làm sao mà quay được. Đúng không? Ổn lắm anh em ạ. Thôi để tí nữa mình sẽ quay trở lại video với anh em. Anh em nhá. Quay cho anh em. Người này chết rồi. Rồi, xin chào anh em nhá. Ok anh em. Trời đã hết mưa và bây giờ tiếp tục mình sẽ lên sóng cho anh em. Thì đang nối tiếp ở dở cái âm ly là Onkyo N9X anh em nhá. Một trong số những cái mã gọi là hết ga hết số của thằng Onkyo. Và xin đưa với anh em, con này toàn bộ sẽ mặt nhôm hết anh em nhé, đúng không? Anh em sẽ nhìn thấy con này nó khá giống với con N7SX bên trên. Anh em ạ, nhìn mặt trước nó khá là giống nhau đến khoảng tầm 99%. Nhưng mà nội thất nó hoàn toàn khác nhau. Anh em ạ, nội thất hoàn toàn khác nhau, nhất là từ cái mạch Bre. Nó toàn sử dụng những con linh kiện cao cấp thôi, anh em nhé. Nên là cái phần tiếng con này nó ra rất là mịn tiếng này. Đấy. Chức năng của con này sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên con này sẽ chơi MD anh em nhé, đọc ghi tốt này. CD con này sẽ chạy mắt Sanyo anh em nhé. Và sẽ đọc được cả đĩa MP3 và WMA với cho anh em. Tiếp đến con này sẽ đọc được cả bộ nhớ USB. Liên hoàn toàn anh em mình chơi USB, cắm bộ nhớ USB vào phát là chơi luôn được anh em nhé. Giải mã 24 bit ở con này thì sẽ tích hợp một con giải mã cực kỳ ngon. Nó sử dụng con giải mã chip là 1802 cùng với cả cái con của thằng Onkyo CRD2 anh em nhé. Con này sẽ được tích hợp với công nghệ băng tần WiRoad độc quyền của thằng Onkyo này. Tiếp đến là công nghệ D-O-Link 2 anh em nhá. Toàn bộ những cái công nghệ gọi là cao cấp nhất thì đã được trang bị trên con Onkyo này rồi anh em nhá. Và dòng này sẽ đánh tốt những cái cặp loa bass đường kính khoảng tầm từ 30cm trở về. Ok chưa anh em? Rồi, tiếp đến phía sau. Con này thì rất là đẹp anh em nhá. Hàng này hàng đấu giá về rất là đẹp. Phía sau đây. Công suất sẽ là 60W và điện nguyên bản 100V. Ok chưa anh em? Đấy. Cọc loa toàn bộ cọc loa bắp chuối tất, hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Đấy. Tiếp đến là súp điện ao, kẹp antenna FM phục vụ em nghe đài. Và đây sẽ là các cái cổng kết nối lay in layout đầy đủ em nhá, để em kết nối. Và cái cổng quan trọng nhất mà anh em hay để ý chính là cổng optical in để phục vụ em giải mã 24 bit. Ok chưa? Cổng universal port này, cái cổng này sẽ là cái cổng mà anh em mình phục vụ để anh em mình gọi là hỗ trợ thêm như kiểu là cái dock ấy, nhưng mà thường là anh em mình ít khi sử dụng cổng này lắm anh em nhá. Rồi. Và với cái mã này thì hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Onkyo N9X mình đang để cho anh em giá là 3.200.000 anh em nhá. 3.200.000 cho mã này. Tiếp đến con cuối cùng này thì chính là con Onkyo UN7 anh em ạ. Một trong số những mã gọi là của thằng Onkyo mà chơi DVD anh em nhá. Chức năng con này sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên con này sẽ chơi MD anh em nhá, đọc ghi tốt. Và khi nhìn vào mặt máy anh em sẽ nhìn thấy cái form của nó sẽ là cái form mới anh em nhá. Sẽ là form mặt mới. Nó khác hoàn toàn với những con Onkyo cùng loại anh em ạ. Đấy, nó sẽ có một cái điểm gặp ở đây anh em nhá. Chơi CD, DVD, VCD đọc tuốt tuần tuột các loại đĩa anh em nhá. Và tích hợp trong con này vẫn là công nghệ ProScan, tức là quét đa phân luồng trên mặt đĩa đấy. Nó cho ra chất âm phải nói là chơi như những con CD cao cấp với chơi anh em. Băng tần WiRoad độc quyền cũng được tích hợp sẵn trên con này. Tiếp đến là công nghệ này, chơi DVD này, Super Audio CD này, Dolby Digital Pro Logic 2 này, DTS này, Theremin Third này và Theremin Domino anh em nhá. Con này sẽ có cả giải mã 5.1 và giải mã 2.0 để phục vụ anh em vừa nghe nhạc, vừa xem phim các kiểu luôn ở trên con này được. Đây,
listening là sitter để nghe nhạc này. Tiếp đến là mono này, thớt này. Đây là chính là cái chế độ gọi là anh em mình nghe 5.1 đấy anh em. Đấy, TD này. Đấy, toàn là chế độ cao cấp thôi. Tiếp đến là chế độ direct là ngắt mạch bắt chép ra anh em nhá. Nó chơi thuần nhất và khi anh em chơi CD này anh chọn cái con chơi direct như thế này. Rồi, phần núm này. Nói chung con này khá là đẹp anh em nhá. Khá là đẹp. Đấy, tổng thể. Phía sau đây. Công suất con này thì sẽ là 66W điện nguyên bản là 100V. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm anh em nhá. Full giải trở kháng chưa? Đúng không? 3 đường xuất video out. Đấy. Tiếp đến bên dưới là optical in phục vụ giải mã 24 bit, kẹp anten IMFM phục vụ em nghe đài. Đấy. Các cái đường kết nối line in out đầy đủ và con này sẽ có xanh đỏ tím vàng để phục vụ anh em config thành bộ dàn 5.1 được anh em nhá. 5.1 thì xem phim phải để 5.1 nó mới đẳng cấp anh em ạ. Xem mới gọi là có thằng ném bom ở đằng sau mình nghe thấy nó cứ như cả quăng vào sau gáy mình đúng không? Và hiện tại con này mình đang để cho anh em giá là 2.500.000 anh em nhá. Hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em. Nghe chưa? Tiếp đến ở đây sẽ là cái cọc số 02. Thì đây là toàn những cái mã gọi là giá cực kỳ tốt thôi. Con đầu tiên là con Onkyo X7A, một trong số những cái mã đầu tiên mà sử dụng màn hình xanh huyền thoại anh em nhá. Mặt con này cũng là mặt nhôm toàn bộ. Ôi trời anh em. MD đọc ghi cực kỳ ngon. Đấy. Tiếp đến CD sẽ chạy mắt 213 anh em nhá, siêu bền luôn. Siêu bền luôn. Đấy. Giải mã 24 bit con này sẽ sử dụng con chip giải mã trực tiếp vào trong cái hộp MD này và nó cho ra chất âm khá là nịnh tai anh em ạ. Riêng thằng Onkyo mình đánh giá chất âm giải mã của nó thì từ những cái dòng giá rẻ như này nó cũng rất là ok rồi anh em nhá. Công nghệ tích hợp sẽ bao gồm công nghệ Dealing 2 và băng tần Wirat độc quyền tích hợp trên con này anh em nhá. Riêng cục này thì sẽ đánh tốt những cặp loa bass 25cm trở về cho anh em được chưa ạ? Đấy. Tổng thể anh em nhá. Phía sau đây. Con này thì vận chuyển về đã bị bay mất cái tem đây rồi anh em nhé. Bay mất cái tem phía sau rồi. Đấy. Công suất con này mình nhớ không nhầm là nó 55W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Và dòng này vẫn made in Japan. Đấy. Kẹp loa này. Hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Full giải trở kháng. Đường xúc điện out này. Optical in và out phục vụ giải mã 24 bit này. Kẹp anten IMFM phục vụ nghe đài. Các đường kết nối line in out đầy đủ anh em nhé. Và sẽ có cổng processor đây để ngắt mạch bắt chép ra khỏi cái đường công suất của máy. Đấy, anh em mình sẽ nếu mà lấy từ đường trên này sẽ được đường pre anh em nhé, đường rè đấy. Ui chơi anh em. Và giá hiện tại con này thì mình để cho anh em siêu tốt luôn, 1.500.000 anh em nhé, 1.500.000 cho con màn hình xanh này. Ui chưa. Tiếp đến con bên dưới sẽ là con Onkyo V7 anh em ạ, một trong số những cái mã gọi là kinh điển của thằng Onkyo anh em nhé. Con này thì gọi là cao cấp xịn nhất đầu V rồi anh em nhé. Mà còn chỉnh bát chép ở trên mặt. Đấy, dòng này chỉnh bát chép trên mặt. Bát này, chép này. Với cho anh em, super bát này. Đấy. Con này sẽ có chơi MD cực kỳ ngon, đọc ghi tốt anh em nhé. Tiếp đến là chơi CD. CD chạy mắt 213 siêu bền rồi, không phải nói nhiều đúng không? FM những cái dòng đời này của Onkyo nó sẽ đủ 108. Anh em dò full đài Việt Nam có thể dò trực tiếp trên mặt bằng nút tuning ở đây anh em nhá. Chỉnh bát chép thì như mình vừa nói rồi đúng không? Giải mã 24 bit thì vẫn là giải mã chuẩn 24 bit của thằng PCM, chất âm ra khá là ok đúng không? Con này sẽ sử dụng 4 con sò MOSFET anh em nhá. Đánh sò 4 con sò MOSFET và anh em mình hoàn toàn phang tốt cặp loa bass 25cm trên con này. Núm volume nó tiện CLC siêu đẹp luôn anh em nhá. Mặt con mũi con này thì đẹp rồi, con này là một trong số những mã đẹp luôn. Rồi. Phía sau đây. Công suất con này sẽ là 55W điện nguyên bản 100V và made in Japan như anh em nhìn nhá. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm full giải trở kháng luôn. Xúc điện out, kẹp anten IMFM. Các cái đường kết nối line in out đầy đủ và optical in phục vụ giải mã 24 bit. Và đây sẽ là đường processor này, giống con X7 bên trên, X7A bên trên nhá. Nó sẽ ngắt được mạch pre ra khỏi mạch công suất. Với cho anh em khá là hay để anh em để lắp được qua laser ở ngoài vào được anh em nhá. Mà giá con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em Onkyo V7 là 1.700.000 anh em nhá. Tiếp đến bên dưới thì sẽ là con Onkyo V5 anh em ạ. Con này thì nó không cao cấp bằng V7. Hình thức thì cũng khá là giống anh em nhá. Cũng chỉnh bass chép trực tiếp trên mặt anh em ạ. Bass chép và chế độ super bass với cho anh em. Đấy. Chức năng con này sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên đọc ghi MD tốt anh em nhá. Đọc ghi MD ok. CD đọc cực kỳ ngon. Cũng chạy mắt 213 cho anh em. FM cũng lại đủ 108 cho anh em. Đấy, chả thiếu gì trên con này hết anh em nhá. Mặt nhôm này. Nói chung là đánh cặp loa bass 25cm ở trên mã này thì sẽ rất là ok. Rồi, tổng thể anh em nhá. Phía sau đây. Công suất 52W điện nguyên bản là 100V, made in Japan luôn anh em nhá. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, full giải trở kháng chưa? Đúng không?
kẹp anten AFM phục vụ nghe đài, các đường kết nối line in layout đầy đủ với cổng anh em. Quan trọng nhất chính là cái cổng optical in phục vụ giải mã 24 bit anh em nhá. Giải mã 24 bit con này thì mình thấy nó khá là hay rồi, riêng V3, V5, V7 thì không phải bàn anh em nhá. Và cái mã này hiện tại giá rất tốt luôn, 1.500.000 cho Onkyo V5 anh em nhá. Rồi tiếp đến bên này thì sao, bên này thì sẽ là một cái bộ dàn cao cấp đến từ thương hiệu Denon. Con này chính là con Denon M39 anh em nhá. Một cái mã gọi là thuộc series đầu M mà lại có giải mã 24 bit anh em ạ. M37, 38 chưa có anh em nhá, đến M39 mới có. M39 có giải mã 24 bit. Và con này hàng đấu giá về nên nó sẽ rất là đẹp anh em. Đây đây, tổng thể rất đẹp, tem mặt trước của hãng còn nguyên này, như lúc xuất xưởng luôn anh em nhá. Đây tổng thể chi tiết về bộ dàn Denon M39 sẽ như sau. Nhiều anh em đánh giá là đầu series M nó sẽ đánh hay hơn cả đầu series N sau này ra anh em nhé. Sau này ra đầu N thì nó sẽ mới hơn đầu M nhưng mà đánh không hay bằng đầu M được. Mặt toàn bộ mặt nhôm hết, thiết kế đúng theo tiêu chuẩn của châu Âu, cực kỳ mềm mại và gọn gàng anh em nhé. Này, màn hình sáng bóng luôn đúng không? Đây là các cụm phím nhá, đánh bài các kiểu. Và mặt trước nó tiết kiệm tối giản luôn. Đấy, CD đọc cực kỳ ngon và chạy Masanier siêu bền cho anh em. Anh em nhé. USB mặt trước này. Đấy, anh em có thể kết nối USB này, bộ nhớ USB vào đây. Hoặc là anh em mình có thể kết nối iPhone, iPod này qua cổng USB này. Và như anh em nhìn thấy này, nó sẽ sử dụng cái công nghệ Digital Direct Play. Tức là anh em mình sẽ có cái đường tín hiệu từ giải mã từ iPhone xuống đây là đường tín hiệu số anh em nhá. Và cho vào bộ dàn này thì nó sẽ giải mã luôn cho anh em, tức là sẽ hay hơn khi anh em kết nối cổng AUX anh em nhá. Ok chưa? Giải mã 24 bit ở con này thì phải nói là giải mã đẳng cấp rồi, sử dụng con chip giải mã 1805 anh em nhá. Gọi là đời cực kỳ cao rồi đấy. Đấy, cục dàn thì đánh 4 con sò than dân dụng và anh em mình hoàn toàn phang tốt những cái cặp loa bát 30 với cục dàn này. Đấy, đê đông chữ nổi này. Rất đẹp luôn. Nói chung con này thì không phải bàn tại vì hàng đấu giá mà anh em. Cấu hình loa thì sao? Loa con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 12 cm, gần dòng mid bát cao cấp anh em nhá. Gần bụ này, anh em nhìn này, nó bụ của nó mỏng lắm anh em ạ. Đấy. Tiếp đến màng của nó sẽ là màng carbon giấu núm luôn em nhé, không có núm đâu. Đấy, núm này dán núm lõm. Đấy, bên trên này, à quên mất, con bát này sẽ là gông gang toàn bộ anh em nhé, toàn bộ bên trong gông gang hết, tháo ra thì như một con gọi là củ cực kỳ khủng luôn. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm, đôm bầu dục anh em nhé. Anh em nhìn thấy đây, con này có đôm bầu dục cũng gang luôn, không phải nhựa đâu nha, mặt này cũng gang luôn, bên trong từ siêu gấu. Và con này cho phần lời cực kỳ đanh tiếng anh em ạ, cực kỳ đanh tiếng. Thùng vách thì thiết kế đúng theo tiêu chuẩn châu Âu anh em nhé. Anh em nhìn này, vuông thành sắc cạnh luôn, về chưa? Và hàng đấu giá càng đẹp luôn, càng đẹp xuất sắc. Phía sau đây, phía sau anh em nhé. Công suất của loa thì sẽ là 120W một chiếc, một cặp sẽ là 140W anh em nhé, với trở kháng 6 ohm. Cái pad này anh em nhìn này, cái pad gắn loa, gắn cọc loa này, cực khủng luôn anh em nhé. Cọc loa thì cao cấp đúng không? Và toàn bộ cọc bắp chuối hết. Bên trong là cái phân tần sẽ gắn liền bên trong này, đúng vào cái này luôn anh em nhé. Phân tần to gần bằng mặt này luôn. Nói chung con này, loa này là một trong số những con loa khủng. Một cặp công suất 240W, anh em mình chơi tốt ở phòng diện tích cả, kể cả 50m2 con này cũng chơi được. Đấy, mini nhưng mà chơi cực kỳ sâu. Công suất cục dàn sẽ là 70W, điện nguyên bản 100V anh em nhé. Hỗ trợ dây nguồn số 8 này. Kẹp loa thì toàn bộ là loa thì hỗ trợ loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Cọc loa bắp chuối luôn anh em nhé. Súp điện ao này, optical in phục vụ giải mã 24 bit. Đấy, digital in đây. Tiếp đến là analog in, là kết nối thiết bị bên ngoài của đường AUX này, điện thoại, máy tính, tivi này. Kẹp anten FM phục vụ anh em nghe đây. Ok chưa anh em? Đấy. Và bộ Denon M39 này hiện tại mình để cho anh em giá bao nhiêu? Mã này hiện tại đấu giá bên kia về rất là cao anh em ạ. Mà cái bộ này nó nặng lắm anh em, nó nặng lắm. Cước tiền cước, chết tiền cước. Mà giá hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá chỉ có 6.200.000 thôi anh em nhé. 6.200.000 cho mã Denon M39. Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn chất âm này như thế nào. Đây. Masanier đọc rất ok anh em nhé, siêu bền luôn. Thank you.
anh em cảm nhận chất âm những bộ dàn cao cấp, nó đẳng cấp đúng không? Và với con này thì bây giờ chỉ có 6.200.000 thôi anh em nhé, trong một mã Denon rất cao cấp, giải mã chuẩn 24 bit theo chuẩn giải mã PCM 1805 anh em nhé. Ok, tiếp đến bên này thì sẽ là một cái mã cao cấp của thằng Sony. Xin thưa với anh em, cái mã này thì nó gọi là cùng chiếu với cả con Sony MD3.3 anh em nhé. Mà thiết kế con này nhìn nó hiện đại hơn, anh em sẽ nhìn nó rất là đẹp anh em nhé. Con này chính là con CMT PX3.3 với cho anh em. Cứ con nào mà gọi là tam hoa thì nó đều là những cái mã ngon là Sony tất anh em ạ. Sony này không biết nó gọi là thiết kế theo phong thủy hay như thế nào anh em nhé. Thì đây, mặt toàn bộ mặt nhôm hết, anh em sẽ nhìn thấy mặt nhôm hết anh em nhé. Thiết kế rất đẹp đúng không? Volume con này sẽ không sử dụng núm nữa mà sẽ sử dụng nút ấn này. Anh em nhìn này, nút ấn nhá. Màn hình thì sáng đẹp. Chức năng con này sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên là sẽ chơi MD cực kỳ ngon. Tiếp đến là sẽ chơi đĩa CD anh em nhé. CD con này thì xin đưa với anh em, nó chạy mắt 213 và cực kỳ bền anh em nhé. CD dòng chuyên dụng của thằng Sony rồi thì xin thưa với anh em, nó bền vĩnh viễn luôn. Gần như bọn này thì mình đánh giá là chưa gặp một con nào chết mắt hết anh em nhé. Tiếp đến thì sẽ có giải mã 24 bit chuẩn ở trên con này. Anh em mình sẽ có thể kết nối cổng quang từ TV xuống và nó sẽ giải mã trực tiếp cho anh em luôn. Kết nối điện thoại, máy tính, TV thoải mái. Con này chỉ có một cái nhược điểm mình duy nhất thôi, đây chỉ FM nó chỉ đến 90 thôi anh em nhé. Còn AM thì tất nhiên sẽ phun giải rồi đúng không? Cục dàn thì đánh căng tất cả những cặp loa bass 25cm, cục này đánh căng tất. Ok cho anh em. Đấy, đánh căng tất cả những cặp loa bass 25. Đấy. Cấu hình loa thì sao? Loa con này sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 13cm, gân lụa tẩm dầu anh em nhé. Những cái dòng gân này thì nó rất là mềm anh em ạ. Và nó sẽ bền vĩnh viễn với thời gian. Và riêng cái dòng gân Sony anh em không cần dưỡng gân đâu anh em. Nó cứ mềm mãi này thôi anh em nhé. Màng sẽ là màng carbon ngọc trai này. Tiếp đến là núm này, anh em nhìn núm này cũng là núm vải luôn anh em nhá. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm có phần nhựa định hướng anh em nhá. Phần nhựa phễu này nó sẽ định hướng phần âm lời, nó sẽ ra theo chủ đích hơn anh em nhá. Thùng vách thì khá là ok đúng không? Thùng vách ok. Phía sau đây, tổng thể công suất con này là bao nhiêu? Công suất con này sẽ là 50W một chiếc và trở kháng là 6 ohm, một cặp thì sẽ là 100W. Chơi tốt ở phòng diện tích 40m² trở về cho anh em nhá. Công suất của cục dàn thì sẽ là 55W điện nguyên bản 100V. Và con này sẽ có mỗi quạt tản nhiệt ở đây. Lúc nào mà công suất nó nóng thì con quạt nó mới chạy. Anh em lưu ý đấy nhá, Sony nó có con cảm biến mà anh em. Đấy. Hỗ trợ kẹp loa từ 6 đến 16 ohm. Đấy. Kết nối thiết bị bên ngoài qua đường ngóc ích các kiểu này. Optical in đây anh em nhá. Phục vụ em giải mã 24 bit là cổng này. Đấy, kẹp antenna FM phục vụ em nghe đài. Với chơi anh em. Đấy. Và hiện tại mã này thì mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại mã Sony này mình đang để cho anh em giá là 2.200.000 anh em nhá. 2.200.000 cho Sony PX3.3 với cho anh em. Đọc cực kỳ ngon, bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em nhá. Và lấy thử nhạc này. Đấy. Nút play ở trên này anh em nhá. Đây cái giải này này. Qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày dấu mưa không còn, đến đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chân. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh. Chơi anh em, riêng chất bát của Sony thì không có điểm chê luôn anh em, nó đánh bạo lực luôn anh em ạ. Giá 2.200.000. Và cái mã cuối cùng ngày hôm nay đây chính là con Onkyo N7EX anh em nhé, một trong số những cái series cao cấp của thằng Onkyo. Và như anh em nhìn thấy bộ này thì rất đẹp anh em ạ, hàng đấu giá rất đẹp anh em nhé. Rồi, tem cái thứ tem Nhật này còn nguyên anh em nhé, mọi thứ còn nguyên, siêu đẹp luôn đúng không? Chi tiết về bộ dàn này sẽ như sau. Đầu tiên em nhìn thấy toàn bộ mặt nhôm hết này. Chơi MD đọc ghi tốt anh em nhá, MD đọc ghi tốt trên con này. Chơi đĩa CD cực ngon và CD con này cũng chạy mắt Sanyo siêu bền cho anh em. Đọc được cả đĩa MP3 WMA. Đấy. Tiếp đến là đọc nhạc từ bộ nhớ USB anh em nhá. Nói chung con này là full chức năng luôn đấy.
giải mã 24 bit chuẩn ở trên con này cũng có luôn anh em nhé. Giải mã theo chuẩn con 1802 anh em nhé. Tích hợp trong con này sẽ bao gồm bông nghệ băng tần Wired độc quyền này, công nghệ Dueling 2 cũng được tích hợp hết trên con này. Thế thành ra con âm ly này nó sẽ chơi rất là ngon anh em nhé. Đánh tốt những cặp loa bass 25cm với dàn sò là 4 con sò MOSFET như dàn dân dụng luôn anh em nhé. Như dàn dân dụng luôn. Và với cái mã dàn này thì để full chức năng thì hôm nay mình sẽ tặng thêm cho anh em một cái nữa anh em nhé. Tặng thêm cho anh em một cục, đấy chính là cục Bluetooth 5.0 bên mình đang bán 200.000. Nếu anh em nào lấy bộ này mình sẽ tặng kèm anh em cục Bluetooth này luôn anh em nhá. 5.0 thì kết nối cực kỳ ngon, tí mình sẽ test luôn trên cái mã dàn này cho anh em xem. Đấy, anh em mua cái bộ này mình sẽ tặng kèm anh em cục Bluetooth luôn với chơi. Đấy, tiếp đến cấu hình loa thì sao, loa con này sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 13cm anh em nhá. Gân cao su gân dạng gân lụa tẩm dầu dạng gân xếp siêu mỏng như thằng Bâu mới bây giờ anh em nhé, như cái mã loa của Bâu mới bây giờ. Màng loa sẽ là màng sợi keva lòng chảo, không có một tí lúm nào trên con này anh em nhé. Nó đẹp hết anh em ạ. Đây là cái bóng của nó màu đen này anh em nhìn này. Đấy, ok chưa? Đấy, cái bóng hắt trên xuống. Tiếp đến con này thì sẽ sử dụng con chép đôm dòng đôm mũi đạn cao cấp nhất của thằng Onkyo anh em nhé. Những mã cao cấp đều sử dụng con đôm này. Và con này nó sẽ có cái thụt hơi mặt trước, bên trong sẽ là thùng ma trận anh em nhé. Và chất hơi nó lén để nó đẩy ra ngoài này, thì anh em mình sẽ có cái âm bát nó dàn đều ở mặt trước này, nghe nó rất là êm tai anh em ạ, nghe rất là êm tai và chơi tốt tất cả mọi thể loại nhạc. Rồi phía sau đây, công suất loa sẽ là 70W và trở kháng là 4 ohm, một cặp sẽ là 140W, phòng diện tích 40m2 thì đập cho căng đét đèn đẹp luôn anh em nhé. Và với những cặp loa trở kháng 4 ohm thì anh em biết rồi đúng không, biên độ dao động màng loa cực lớn, các cái giải âm thấp nó cũng lên rất là chi tiết cho anh em. Rồi, công suất của âm ly sẽ là 60W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Súp điện ao này, kẹp anten FM phụ nghe đài này, kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm này, optical in phục vụ giải mã 24 bit này và các đường kết nối line in loud đầy đủ này. Và cục Bluetooth về anh em mình chỉ việc cắm cáp kết nối vào thôi anh em nhé. Kết nối điện thoại và chiến thôi, về cho anh em. Đấy. Và với cái mã này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em với cái giá là bao nhiêu? Hiện tại mã này mình đang để cho anh em với cái giá là 3.500.000. Tặng kèm cho anh em cục Bluetooth. Ok chưa anh em? Đấy, mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe này. Chất âm này như thế này anh em nhé. Đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều lắng, vùng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi, đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ, tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ. Nói chung là nói Onkyo nó sinh ra là để chơi bolero thì cũng chuẩn thôi anh em. Nó chơi bolero cực hay anh em nhá. Riêng anh em nào hay chơi nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc xưa cứ Onkyo mà pha anh em nhá. Nó sẽ cho chất âm cực kỳ chi tiết. Và hiện tại mã này 3.500.000. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Rất là buồn tại vì hôm nay video mình bị ngắt quãng hơi nhiều anh em nhé. Thì anh em hết sức thông cảm giúp mình. Anh em cố gắng để cái video nó to tiếng một chút và làm sao mà để tập trung vào sản phẩm hơn được anh em nhé. Quan tâm sản phẩm nào thì cứ alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết sản phẩm. Rồi, xin chào anh em. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình.